Hôm nay em sẽ hướng dẫn quý vị cách kết nối lọc xì xuống âm ly hoặc là cục đẩy để chúng ta nghe nhạc hoặc là hát karaoke. Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì trước mắt quý vị và các bạn là một bộ dàn gồm con lọc Victor C70. Đây cũng là dòng cao của hãng Victor quý vị. Với cái hình thức là cực kỳ đẹp luôn nha, xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn quý vị. Phía dưới là con Denon BMA 2003 mã quý vị. 2003 mã. Đây là Dolai Beer Owner VSS 70 quý vị. Thì hôm nay em sẽ test và giới thiệu quý vị và các bạn và cách hướng dẫn quý vị cách kết nối lọc xuống âm ly hoặc là lọc xuống cục đẩy ở cuối clip luôn nha. Thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu và em sẽ quay ruột gan rồi báo giá, nói chung là của con lọc C70 và đại nông 2003 mã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test con lọc này quý vị. Thì đầu tiên đây nó đang có lọc vào hát hai bên nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ kéo các cái chức năng nó xuống hết, giảm chép nè. Rồi quý vị thấy cắt hẳn chép, mất chép luôn. Còn trung ha, trung nè, nó mất tiêu trung luôn nè, bát nè. Đấy. Đấy, bây giờ nó mất hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng lại ha, nâng chép trước nha quý vị. Đó, chép bên đây. Đó. Rồi, phần trung nha, tới phần trung. Đó, bên đây trước. Rồi, tới bên đây. Đó, tới bên đây. Rồi, tới phần bass nha quý vị. Đấy. Rồi, quá tuyệt vời. Rồi, thì con lọc hoạt động hoàn hảo hết nha. Và đây là các cái đường line out, line in ha. Đây chúng ta bấm đường line in, chúng ta ghim cái đường in vào, chúng ta sẽ bấm vào đây nha. Còn bấm đường tab thì chúng ta sẽ ghim vào đây, bấm vào đây. Rồi. C đây quý vị, debit thì chúng ta sẽ không qua lọc nha. Rồi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn. À, em sẽ quay cầm ruột của nó trước đi quý vị. Nắp này thì nói chung là có sơn dặm lại cho nó đẹp xuất sắc luôn quý vị. Vì về hàng bãi về quý vị biết. Cái màu này thì cũng giống màu riêng luôn ha quý vị. Nhìn này. Đẹp xuất sắc như thế này thì quý vị không phải lo. Còn về ruột gan con này thì hàng bãi về chưa sử dụng. Nguyên zin nguyên bản 100% và nó bên trong là nó bảy màu, nó đẹp xuất sắc như thế này. Đấy, ruột gan nó rực rất là tuyệt vời nha quý vị. Em kéo ra đây tí cho quý vị quan sát cho nó dễ hơn ha. Đây. Đây quý vị thấy ha, phần sườn sắc xi bảy màu. Đấy, phần nền đáy ha, bảy màu hết. Rồi. Bên đây cũng vậy quý vị, đây, bảy màu hết ha. Đấy quý vị thấy ha. Ruột gan sắc xi bảy màu hết, đẹp xuất sắc. Rồi, bây giờ tới cái phần kết nối phần phía sau đây. Kết nối phần phía sau đây quý vị. Đây là đường line in ha. Quý vị thấy hay có chữ line in. Thì chúng ta ghim in từ CD hoặc là từ như mà em đang hát laptop em qua đây ha quý vị. Rồi, bên đây là đường out. Out này là nó out nó sẽ xuống là phần âm ly hoặc là cục đẩy rồi quý vị. Thì nếu sử dụng âm ly dắt RCA thì chúng ta sử dụng hai cái đầu AV chúng ta ghim vào đây, rồi còn hai đầu còn lại chúng ta ghim vào đường vào của âm ly ha. Đây, tra tín hiệu từ đây xuống âm ly. Còn nếu chúng ta sử dụng cục đẩy thì chúng ta sẽ sử dụng cái dắt là RCA. Sắc một đầu AV RCA, một đầu còn lại là Canon cái nha, Canon đực quý vị. Chúng ta sẽ ghim vào hai cái đường in tín hiệu của cục đẩy. Rồi, và từ âm ly chúng ta sẽ ra lo đây, ra lo. Và từ cục tương tự như vậy cục đẩy nó cũng ra lo. Cách kết nối rất là đơn giản. Thì đầu tiên là cái nguồn điện của nó quý vị, nguồn điện của nó là con này là 100V nha. Điện 100V chúng ta ghim điện 100V của con âm ly. Kết nối như vậy rất đơn giản nha. Vì con âm ly này điện 100V chúng ta cứ ghim phía sau con âm ly thì dây nó rất gọn, chúng ta không cần ghim ngay cái ổ điện ha. Ghim cái ổ điện thì nó xa, dây nó rườm rà. Còn cái này chúng ta chỉ cần ghim ngay đây thôi. Rất đơn giản quý vị. Đây, quý vị cứ thực hiện theo em thì nó rất là ok thôi ha. Không có phải có vấn đề gì hết. Ruột con này quá đẹp quý vị ơi. Thì giá con này chỉ 6 triệu rưỡi thôi quý vị, so với thị trường nó tầm 8-9 triệu thì quý vị cứ tham khảo hết nha. Ok thì quay lại em. Đấy, tất cả nói chung là chất lượng hoàn hảo hết, hoạt động hoàn hảo nguyên zin, hàng bãi về, tuyệt đẹp xuất sắc như thế này.
Rồi. Âm ly phía dưới thì nó có mức giá cũng rất tốt quý vị, thị trường nó cũng 17 18 triệu nhưng mà đợt này về giá rất tốt luôn. Còn ngày giá hôm nay là 13 triệu 8 thôi, Begama 2035 mã luôn nha. Hôm ngày có mấy anh em hỏi nhưng mà con này em đang test với mấy cặp loa trong nhà. Nói chung là còn mấy cặp loa chưa có test nên cho nên là hôm ngày em chưa có giới thiệu tới nó, tại vì em để em test. Tại vì nó đánh được nhiều dòng loa cho nên là em đang test. Hiện giờ cũng trong nhà cũng còn mấy cái dòng loa lớn lớn mà chưa có âm ly đánh. Cho nên là em dùng nó để em đánh. Nói chung là nó đánh được nhiều loa lắm. Còn đồ về Tết 70 này thì em có giới thiệu rất là chi tiết hôm trước rồi quý vị. Hôm nay cũng có mức giá rất là tốt luôn. 11 triệu so với giá thị trường nó tầm 14 15 triệu nha. Đợt này giá rất tốt luôn. Nói chung là hòa vốn hoặc là có lỗ tí thì cũng cho quý vị sở hữu luôn quý vị ha. Anh em giao lưu với nhau. Chất lượng hàng chất, giá hợp lý nha quý vị. Zin. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây. Quý vị nếu yêu thích thì cho em một cái like, cái chia sẻ, cái đăng ký em rất là cảm ơn. Rồi em xin kết thúc video tại đây.